gây tai nạn chết người, tài xế đón xe ôm bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau khi gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng ở Long An, khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ, tài xế xe Ben lấy giấy tờ xe rồi thuê xe ôm bỏ trốn khỏi hiện trường. Sáng ngày 31 tháng 3, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết đã bàn giao thi thể nạn nhân xấu số cho gia đình lo hậu sự, đồng thời đang truy tìm tài xế gây tai nạn. Nạn nhân được xác định là ông NVX, 64 tuổi, ngụ ấp 4, xã Đức Hòa Đông. Trước đó khoảng 19 giờ ngày 30 tháng 3, tài xế điều khiển ô tô tải biển kiểm soát 62C 15204 lưu thông trên tuyến đường tỉnh 824 theo hướng từ huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh về thị trấn Đức Hòa huyện Đức Hòa. Vừa vượt qua ngã ba Tô 1 thuộc địa phận ấp 1, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, phương tiện này va chạm một xe máy chạy cùng chiều do ông X cầm lái đang đi trong làn lề phụ. Do va chạm quá mạnh, nạn nhân văng xuống mặt đường. Ô tô không tránh kịp đã cán qua người làm ông X tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng. Cơ quan chức năng xác định tai nạn đã làm chết người, tài xế chạy xe hơn 100m mới chịu dừng lại. Sau đó lấy toàn bộ giấy tờ rời khỏi hiện trường. Khi người dân đi trên đường đuổi theo để yêu cầu tài xế quay lại hiện trường, người này đã đón xe ôm nhanh chóng rời đi. Tai nạn giao thông ngay ngã ba nên xảy ra ùn tắc cục bộ, ảnh hưởng đến công tác khám nghiệm hiện trường.